Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay cập nhật lại vườn lựu lựu Peru nha các bạn. Lựu Peru hiện tại thì đang cho trái, cũng như là mình có cung cấp cây giống cũng như là cây ăn quả nha. Ê, xin lỗi, cây lớn nha. Và nhiều loại cây ăn quả khác. Cây hiện tại thì đang cho trái hoàn nhánh luôn nè. Đó, bạn nào có nhu cầu cây giống lớn, cây lớn cũng như là cây giống nhỏ thì đều có hết ha. Cái này là cái đọt của nó nè các bạn, mà trái quá nhiều nó quằn, nó quằn xuống đụng đất luôn nè. Bạn nào có nhu cầu mua giống lựu Peru hoặc lựu tím hoặc lựu đỏ Ấn Độ, nguyên một cái khu vực này là lựu ha. Bên đây cũng lựu, để mình quay phía bên trong này trước cho các bạn xem ha. Quay cái vườn bên đây thì cây giống thì các bạn vào Zalo số trên màn hình đó, mình sẽ giao. Số trên màn hình có Zalo ha, cứ vào nhắn địa chỉ và mình sẽ gửi hình báo giá. Rồi các bạn muốn trao đổi kỹ thuật gì thì nhắn cho mình ha. Thì đây là cây giống, mô hình cây giống đó, cây giống cũng lớn ha, giá cũng bình dân nha các bạn, tùy theo số lượng cũng như là tùy theo kích cỡ mà sẽ giá sẽ khác nhau ha. Cây này thì đặc biệt là trồng nó ưa nắng nha, chịu nắng. Chúng ta trồng ngoài không gian ngoài trống, cao ráo, thoát nước tốt, cây không ưa nước nha các bạn. Có nước nhiều thì cây nó, nói chung thì nó vẫn phát triển bình thường, nhưng mà không có bằng khi mà cây ở cái độ cao thì nó sẽ cho trái nhiều, cũng như là nó phát triển tốt hơn, dễ cho trái ha. Còn ẩm ướt quá thì nó sẽ chậm cho trái hơn. Cây nhỏ cây lớn đều có ha. Đây là cái cây gốc lớn nè. Đó. Cây gốc lớn thì cây nào cũng cho trái hết mấy vụ nha các bạn. Đã thu hoạch còn lại lác đác một ít trái thôi ha. Đặc biệt của cái giống lựu này là trái to. Trái nó to ha. Và khi mà chín thì cái màu nó đỏ. Đỏ đẹp lắm ha các bạn. Đây gốc đẹp luôn ha. Nhiều giống lựu. Lựu Peru thì nhanh cho trái lắm. Khi mà chúng ta mua cây giống về trồng khoảng chừng 6 tháng là bắt đầu cho bông mà cho trái rồi. Nhưng mà muốn cây to lớn như thế này thì chúng ta phải đợi thời gian ha. Trên 1 năm. Từ 1 năm trở lên thì cây nó mới lớn được ha. Dễ trồng lắm các bạn, không bệnh ha. Cái loại lựu đỏ này, cái loại lựu Peru này nè là dễ trồng và nhanh cho trái hơn tất cả các loại lựu nào hết ha. Mà cây phát triển nhanh nữa. Đó, cái vườn lựu của chúng ta đây. Đặc điểm nhận dạng thì mình cũng chia sẻ rất là nhiều clip ha. Cái đọt của nó khi mà lên đọt non thì rất là đỏ, đỏ đậm luôn ha. Hơn hết, đỏ hơn hết so với những cái giống lựu khác. Những giống lựu khác thì nó không có đỏ bằng ha. Nó nguyên một cái khu vực đỏ nè, lá đỏ rực hết. Này là cây cây giống ha. Cây giống khi mà trồng thì chúng ta cho đất tơi xốp như thế này, trộn chung với phân chuồng cũng như là cám dừa để cho nó có cái độ xốp dễ thoát nước. Cái này là mình bứng cây lớn bán rồi mình trồng lại nha các bạn. Mà mới trồng lại cây con ha. Đây thì cũng là những cái thành quả mà mình bán đi những cái cây lớn. Các bạn có nhu cầu cây lớn thì mình bán đi, mình trồng lại thì cây nó nhỏ như thế này. Đây là cây lớn nè. Cây lớn gốc đẹp ha. Rồi các bạn nào có nhu cầu giống lựu đỏ Peru thì hãy liên hệ Zalo số trên màn hình ha. Ship có toàn quốc. Cây nhỏ cũng như cây lớn đều có ship code toàn quốc hết nha các bạn. Đó, gốc to, gốc bụi, gốc một thân đều có hết ha. Một thân bụi gì cũng có hết. Ai có nhu cầu giống lựu đỏ cứ liên hệ nha. Bên mình có đầy đủ giống lựu nha. Lựu Peru rồi lựu đỏ Ấn Độ. Đỏ Ấn Độ thì cái đọt nó không có đỏ như thế này đâu các bạn. Nó chỉ đỏ nhẹ thôi, nhưng mà đặc điểm của nó là bông đỏ rực.
bông đỏ đậm hơn là cái giống lụa này ha, nhưng mà sai bông, rất là nhiều bông. Đó, trồng làm kiểng thì cũng rất là đẹp ha. Rồi, vừa làm kiểng vừa làm cây ăn trái, bởi vì trái của nó cũng sai lắm nha các bạn, rất là nhiều trái ha. À, bông của thằng lụa Peru nó nhạt hơn ha, nó nhạt hơn lụa đỏ. Lụa đỏ thì đỏ đậm, cây nào cũng có bông có trái hết nha. Rồi các bạn đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ cho các bạn khác cùng biết về giống lụa đỏ Peru, cũng như là lụa đỏ Ấn Độ, lụa đỏ lụa tím. Cây này thì ít người hái nè, mình cũng không có chăm sóc nhiều ha, chủ yếu là tưới nước, mùa mưa thì không cần phải tưới luôn ha. Đó, mà trái vẫn sai, lụa thì không cần nước, chủ yếu là chúng ta chỉ xịt nấm thôi nha các bạn. Xịt nấm, nó hay có những cái bệnh nấm thôi. Nấm thì xịt mancozeb này thì nó cũng ok rồi, không có cầu kỳ vậy ha, nấm cũng đơn giản thôi. Đó, dễ trồng lắm, không có cần thuốc men gì nhiều. Thì ở đây là những cái cây mà trồng sao, rồi bán những cây lớn thì mình sẽ trồng lại những cây nhỏ như thế này. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip nha, hẹn gặp lại các bạn tại khu vườn nằm trong du lịch sinh thái Tiên Định nha các bạn. Các bạn đến khu du lịch sinh thái Tiên Định thì sẽ chiêm ngưỡng được, cũng như là tận mắt hái trái ăn thưởng thức, tận mắt nhìn thấy những cây lựu đỏ đẹp, rồi chọn cho mình những cây giống thích hợp ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip.